chào quý bà và anh chị em. Chào. Trước tiên, kính chào cha Tâm. Hôm nay cha Tâm đến dâng thánh lễ với chúng ta để cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta vì Ngài có đi tĩnh tâm tuần vừa qua và Ngài sẽ trở lại địa phận Chúa Đức Thần trong nay mai. Xin cha hãy cầu nguyện cho cộng đoàn chúng con để cộng đoàn chúng con luôn biết phục vụ trong tinh thần yêu thương và luôn luôn hy sinh những gì mà chúng ta được học hỏi từ nơi kinh thánh. Cảm ơn cha. Hôm nay chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn sau đây: An Tôn Nguyễn Văn Hưng và các linh hồn ân nhân của gia đình Bartomeo Nguyễn Văn Sô, Domenico Bùi Hiếu Liêm, Giuse Nguyễn Văn Mẫn, Mara Hằng, Dỗ Bốn Năm và các linh hồn Cirilo Vũ Văn Mẫu, Pedro Nguyễn Văn Viết Lễ Dỗ, linh hồn Đoàn Ngọc Tiền, Giuse Long, Giuse Đặng Thành Nhân Lễ Dỗ, Mara Đặng Thị Kim Loan, ông bà tổ tiên nội ngoại, Miguel Lương Viết Rược Dỗ Một Năm và cầu bình an cho một gia đình thân nhân bị Covid bên Mỹ được ơn chữa lành. Giuse Trịnh Như Lập, Giuse Trịnh Văn Bình, Gian Batista Nguyễn Văn Châu Lễ Dỗ Bốn Năm, Matthew Nguyễn Văn Oan, Thomas Nguyễn Phong Dinh, Giuse Trần Minh Nhật, Giuse Đặng Thành Nhân và các linh hồn tổ tiên, Mara Mai Thị Lộc Lễ Dỗ, Michael Lương Viết Rực, Raphael Tạ Xuân Thành, Phêrô Tạ Xuân Toán, Andre Nguyễn Bình Tĩnh, Maria Vũ Thị Quỳnh. Hai thánh lễ tạ ơn và một thánh lễ tạ ơn 32 năm định cư tại nước Úc. Một thánh lễ tạ ơn do bà Bảy xin. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện sự ơn sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Ngài đã khom mình xuống, hạ mình để nhận lãnh phép rửa từ Gioan. Nhưng trong cái phép rửa đó, Chúa Thánh Thần cũng rửa cho Chúa Giêsu và Chúa Cha cũng rửa cho Chúa Giêsu. Cho nên ba ngôi Thiên Chúa đã hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Ngài đã sống với chúng ta như một con người rất bình thường như chúng ta, ngoài trừ tội lỗi. Hôm nay thánh lễ cũng nhắc nhớ chúng ta rằng bí tích rửa tội chúng ta đã tuyên hứa và tin xưng đức tin, chúng ta hãy giữ và luôn luôn theo bước chân của Chúa, luôn luôn làm chứng tin mừng và sống một đời sống bác ái yêu thương như Ngài. Với tâm tình đó, chúng ta bước vào thánh lễ, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ sáng hôm nay. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi Chúa và Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con.
Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan và Thánh Thần ngự xuống trên người, Chúa đang long trọng tuyên bố người là con chi ái. Xin cho chúng con là đoàn nghĩa tử được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, hằng bền vững thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Trích sách tiên tri Isaiah. Đây là lời Chúa phán: Này là tôi tớ ta mà ta nâng đỡ, là người ta chọn, ta hài lòng về người. Ta ban thần trí ta trên người, người sẽ xét xử chư dân, người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai, không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gãy cây lao bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình, người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trong đạo mong đợi lề luật người. Ta là Chúa, ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Thank you.
Thần, chữ Thánh. Hãy dâng kính Chúa, vinh quang xưng danh Ngài. Và thờ lạy Chúa, hằng uy nghiêm thánh thiên. Cúc cung tận tụy, cả tâm can với xác hồn. Sách công đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị. Nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ người và thực hành sự công chính đều được Ngài đón nhận. Thiên Chúa đã sai lời người đến cùng con cái Israel loan tin bình an. Nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đa, khởi đầu từ Galilea, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa, ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong cho người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Kính mời cộng đoàn cùng đến. Alleluia, Alleluia. Các tầng trời mở ra, Thiên Chúa Cha tiên phán, này là con ta yêu dấu, hãy nghe lời người. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng rằng Gioan có phải là Đấng Kitô không? Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: phần tôi rửa anh em trong nước, nhưng Đấng cao trọng hơn tôi đang đến và tôi không xứng đáng cởi da dày cho người. Chính người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa. Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa và chính lúc Giêsu cũng đang chịu phép rửa xong, người đang cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của cha, con đẹp lòng cha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính chào quý bà và anh chị em. Con kính chào cha Tâm. Tất cả mọi biến cố của Chúa Giêsu, về con người của Chúa Giêsu đều mang một ý nghĩa rất quan trọng. Biến cố nhập thể, biến cố chịu phép rửa, biến cố vào thành Jerusalem, tất cả những biến cố hành động của Chúa Giêsu đều mang biến cố tình yêu mà Thiên Chúa Cha ban tặng cho con người qua Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay, một biến cố quan trọng là Chúa Giêsu chịu phép rửa. Ngài đã khom mình xuống với dòng người tội lỗi và Ngài đã rửa và chấp nhận sự sám hối như một con người, và Ngài cũng sống như một con người. Ngài cũng suy nghĩ như một con người. Hai đôi tay là Ngài làm cũng như một con người. Và tình yêu của Ngài cho nhân loại cũng giống một con người. Đó là bản thể nhân tính của Chúa Kitô. Khi mà Chúa Giêsu khom mình xuống chịu phép rửa, chúng ta thử suy nghĩ rằng tại sao một Thiên Chúa mà khom mình xuống, Ngài muốn đồng hóa mình với nhân loại? Vì cái sức ép của tội lỗi và cái chết của nhân loại sau khi Adam và Eva phạm tội, con người không còn thể nào chịu nổi cái sự ép khủng khiếp đó. Cho nên quá yêu thương nhân loại, quá yêu thương thế gian, Thiên Chúa mới ban cho chúng ta là Chúa Kitô xuống cứu chúng ta. Và trong cái phép rửa tội, Ngài đã lôi kéo chúng ta trở thành những nghĩa tử, những người con cái của Chúa. Và trong cái phép rửa tội đó, qua phép rửa tội của Thánh Gioan là hành động sám hối, thống hối. Nhưng mà quan trọng hơn nữa, cái phép rửa tội của Chúa Thánh Thần, Ngài đã ban tặng cho một phép rửa tội tình yêu, vì Thiên Chúa yêu nhân loại, yêu Chúa Thánh Thần, yêu Chúa Giêsu, ban tặng cái tình yêu đó qua phép rửa tội. Và chính điều đó, Ngài đã khom mình, hạ mình xuống như chúng ta, ngoài trừ tội lỗi. Và khi mà Chúa Thánh Thần ngự trên Chúa Giêsu như một dạng chim bồ câu, thì đó là hình dạng của tình yêu ban tặng cho thế gian. Và Ngài bước ra khỏi dòng sông Giô-đan là bước vào cuộc đời chịu khổ, chịu khó như chúng ta. Và cái phép rửa tội của Chúa Cha, cho nên cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đã vang lên tới trời và trời đã mở ra. Đây là con tay yêu dấu, rất đẹp lòng ta mọi đàng, các ngươi hãy lắng nghe lời người. Chúng ta thì nhìn xem cái biến cố phép rửa tội của Chúa Giêsu là biến cố của tình yêu. Và biến cố tình yêu đó là biến cố chúng ta được thâm nhập vào cuộc sống của Chúa Kitô, vì Chúa Giêsu đã sống với chúng ta, sống cùng chúng ta. Cho nên tất cả những hành động mà chúng ta làm đều liên quan cái sự biến cố đó, là chúng ta được lãnh nhận phép rửa tội. Cho nên chúng ta hãy tuyên xưng đức tin, từ bỏ tà thần, từ bỏ ma quỷ, từ bỏ sự chết tội lỗi, và tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa là Cha, Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, và Chúa Thánh Thần là Chúa tình yêu và hội thánh. Cho nên phép rửa tội là quy tụ tất cả chúng ta trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, con cái của Thiên Chúa, trở thành một gia đình, một cộng đoàn, một giáo hội yêu thương. Chính vì điều đó, chúng ta hãy lắng nghe những thao thức của tâm hồn chúng ta khi mà chúng ta lắng nhận phép rửa tội. Vì chúng ta được dìm mình vào trong nước như Chúa Giêsu đã dìm mình trong dòng sông Giô-đan, và như Ngài đã dìm mình vào trong ngôi mộ 3 ngày và Ngài đã sống lại, thì chúng ta cũng dìm mình vào như Chúa Giêsu, đúng, chúng ta cũng được gia nhập vào như Chúa Kitô và cũng sống lại như Ngài. Rất là quan trọng, rất là ý nghĩa và rất thâm sâu qua biến cố rửa tội ngày hôm nay của Chúa Kitô. Chúng ta phải làm gì để chúng ta được hiểu và sống như tinh thần của Chúa Kitô? Cho nên khi mà Chúa Thánh Thần ngự xuống và ban cho Ngài một sức mạnh tình yêu đó, Ngài đi đến đâu, Ngài mang ân sủng đến đó. Ngài đi đến đâu, Ngài ban sự bình an đến đó.
chữa lành những người bệnh tật, tha tội cho những người tội lỗi và mang sự sống lại cho người đã qua đời như là Nazareo. Thì cái ân sủng đó, khi mà Ngài đã nhận phép rửa tội trong Chúa Thánh Thần, trong Chúa Cha của mình và chính của mình là Chúa Giêsu, nên Ngài đã thực hiện cái sứ vụ tình yêu đó là cứu độ nhân loại. Tất cả điều đó đã làm cho chúng ta trở thành nghĩa tử một cách đích thực, vì chúng ta cũng gia nhập vào bí tích rửa tội. Cho nên khi mà chúng ta được nó nhận bí tích rửa tội là chúng ta cũng sống như Chúa Kitô, chúng ta cũng hành động như Chúa Kitô, đôi bàn tay của chúng ta cũng làm như Chúa Kitô, như một con người suy nghĩ cũng giống Chúa Giêsu, yêu thương cũng giống Chúa Giêsu, và ban tình yêu của chúng ta cho những người xung quanh cũng giống Chúa Kitô, vì Ngài là đầu, chúng ta là thân thể. Cho nên Chúa Giêsu đã nói: ta là cây nho, các ngươi là nhành. Bí tích rửa tội đã mang cho chúng ta kết hợp Chúa Giêsu với chúng ta như là một, và chính điều đó đã làm cho chúng ta trở thành một con cái thiết thực nhất, và chính vào điều đó Chúa Giêsu đã sống cùng với chúng ta và chúng ta sống cùng với Ngài. Hôm nay có biết bao nhiêu người đã nhận phép rửa tội mà từ bỏ, từ chối. Họ có thể họ dừng lại đức tin của họ, họ có thể họ từ chối đức tin của họ, họ có thể lửng lưng với đức tin của họ. Nhưng đặc biệt, chỉ có qua bí tích rửa tội, chúng ta mới đi vào và đón nhận các bí tích khác, như là bí tích mền mỏi Thánh Chúa, như là bí tích thêm sức, hay bí tích xưng tội. Rồi chúng ta được kết hợp qua tất cả các bí tích đó, vì qua bí tích rửa tội là khởi nguồn cuộc sống đức tin trong ơn nghĩa tình yêu của Thiên Chúa, và khởi nguồn đời sống đức tin qua sự cứu độ của Ngài ban tặng cho mỗi người chúng ta. Cho nên chúng ta tuyên xưng đức tin: ta hãy từ bỏ ma quỷ cám dỗ tội lỗi, tất cả sự chết đó đều do ma quỷ, và qua biến cố rửa tội mà Chúa Giêsu đã tái sinh cho chúng ta trở thành người mới, con người mới và những nghĩa tử mới của Thiên Chúa. Với tâm tình đó, chúng ta bước vào thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy nhìn nhận khi mà chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức, bí tích rửa tội như là dấu chỉ tình yêu, khi chúng ta say yes, khi chúng ta say con cảm ơn, con tạ ơn, con chúc tụng, con ngợi khen và con xin vâng tất cả những gì đã xảy đến trong cuộc đời của con. Và khi mà chúng ta làm được điều đó, cũng giống như Ngài đi tới đâu cũng mang bình an, hồng ân tới đó, vì chúng ta là thân thể của Ngài, là hội thánh của Ngài. Amen. Xin mời chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đánh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, mầu nhiệm phép rửa nơi Đức Kitô hôm nào bên bờ sông Giô-đan cho chúng ta thấy Đức Giê-xu đã khởi sự cuộc đời rao giảng tin mừng từ biến cố đặc biệt này. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn hăng say hoàn thành sứ mạng của mình là đưa dẫn loài người đến với Đức Giê-xu và qua bí tích rửa tội, dẫn họ vào gia đình Thiên Chúa và Hội Thánh. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho anh chị em tân tòng can đảm sống đời sống mới trong Chúa Thánh Thần, để đức tin ngày càng vững mạnh, cuộc sống lan tỏa niềm vui và có sức thuyết phục nhiều người tin yêu Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho anh chị em dự tòng được chuẩn bị tâm hồn cách xứng hợp để có thể lãnh nhận và sống ân sủng của các bí tích khai tâm Kitô giáo cách xác tín, hân hoan và nhiệt thành. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn nhớ mình đã được sức giàu, được mặc áo trắng tinh tuyền, được trao lên phục sinh và được thanh tẩy trong Thánh Thần để sống xứng đáng mỗi ngày với ân huệ mà mình đã lãnh nhận. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta thân lặng cho một giây lát cầu nguyện cho những ân của chúng ta xin với Thiên Chúa ban cho chúng ta, và chúng ta cũng cầu nguyện cho những người trong cộng đoàn chúng ta đã có những ngày nghỉ được bình an và được an lành. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và thương ban Thánh Thần để người thánh hóa và giúp đỡ chúng con luôn sống xứng đáng với ơn gọi con Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, trong ngày Chúa mặc khải Đức Kitô con yêu dấu, đoàn tín hữu chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên hy lễ hoàn hảo của Người là chính đấng đã thương rửa tội lỗi nhân trần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Cha đã dùng những dấu lạ này tỏ bày mầu nhiệm phép rửa mới. Nhờ tiếng Cha từ trời vọng xuống, chúng con tin rằng ngôn lời của Cha ở giữa loài người, và nhờ Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu hiện xuống, chúng con nhận biết Đức Kitô, tôi chung của Cha, được sức giàu hoan lạc và được sai đi rao giảng tin mừng cho kẻ khó nghèo. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và bến cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiến trên ta thiên sứ, Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô,
Đức Tổng Giám mục Timothy, Đức Cha Phụ Tá Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi gian dữ và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lần chưa kêu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Đây